Phan Công Khanh, còn được gọi là Khanh Super, sinh năm 1994 tại Bến Tre. Anh được mệnh danh là vua bóng truyền phủi và cũng là chủ showroom K Super chuyên mua bán siêu xe trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 7 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Phan Công Khanh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một sự kiện gây chấn động dư luận và khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho một tài năng trẻ của làng bóng chuyền Việt Nam. Trong podcast này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình hình thành và sụp đổ của Khanh Super, những người liên quan đến vụ án và những bài học quý giá mà thế hệ trẻ có thể rút ra từ câu chuyện này. Ai là Khanh Super? Phan Công Khanh sinh năm 1994 tại Bến Tre. Từ nhỏ, anh đã có niềm đam mê với bóng chuyền và thể thao. Anh bắt đầu chơi bóng chuyền từ lớp 6 và nhanh chóng trở thành một cầu thủ xuất sắc. Anh từng thi đấu cho các đội bóng chuyền của Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và tham dự các giải đấu quốc tế. Anh nổi tiếng không chỉ vì kỹ năng chơi bóng chuyền tuyệt vời, mà còn vì phong cách sống phóng khoáng và hào hoa. Anh thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội với những bức ảnh khoe siêu xe, biệt thự, du lịch sang trọng và quan hệ bạn bè rộng lớn. Anh còn có biệt danh là Khanh Super, tự nhận mình là vua bóng chuyền phủi và vua siêu xe. Anh sở hữu một showroom car super trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên mua bán các loại siêu xe như Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Bentley. Anh cũng là người sáng lập và điều hành một công ty du lịch car travel, cung cấp các dịch vụ du lịch cao cấp cho khách hàng. Vì sao Khanh Super bị bắt? Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, Khanh Super đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng cách dùng siêu xe của mình để thế chấp vay tiền hoặc bán cho khách hàng. Tuy nhiên, anh không trả lại tiền cho người cho vay hoặc không giao xe cho người mua. Anh còn dùng các giấy tờ giả để làm chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe để lừa gạt người khác. Theo điều tra ban đầu, số tiền mà Khanh Super đã lừa đảo chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Một số nạn nhân của anh là những người nổi tiếng trong giới showbiz, doanh nhân, bác sĩ. Có người đã mất cả gia đình, công việc và danh dự vì bị anh lừa. Ngày 10 tháng 7 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Khanh Super tại một khách sạn ở quận 1. Anh bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện anh đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ những bài học cho thế hệ trẻ. Vụ án của Khanh Super là một minh chứng cho việc sống ảo, ham muốn giàu sang, danh vọng và thể hiện có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thay vì cố gắng làm việc chân chính, học tập nâng cao trình độ, góp phần xây dựng xã hội, Khanh Super đã lựa chọn con đường ngắn ngủi, gian dối và phạm pháp để đạt được những gì mình muốn. Anh đã phung phí tài năng của mình và làm tổn thương nhiều người. Những bài học mà thế hệ trẻ có thể rút ra từ câu chuyện này là: không nên sống ảo, mà hãy sống thật với bản thân và xã hội. Sống ảo không chỉ làm mất thời gian, tiền bạc và công sức, mà còn khiến ta xa rời khỏi thực tế và mất đi giá trị của cuộc sống. Không nên ham muốn giàu sang, danh vọng và thể hiện quá mức, mà hãy biết hài lòng với những gì mình có và cố gắng hoàn thiện bản thân. Giàu sang, danh vọng và thể hiện không phải là mục tiêu cuối cùng của cuộc sống, mà chỉ là những phương tiện để ta có thể sống hạnh phúc và có ích cho xã hội. Không nên lựa chọn con đường ngắn ngủi, gian dối và phạm pháp để đạt được những gì mình muốn, mà hãy tuân thủ luật pháp, đạo đức và lương tâm. Con đường ngắn ngủi, gian dối và phạm pháp không chỉ làm tổn hại đến bản thân, mà còn làm tổn thương đến người khác và xã hội. Con đường này cũng không bền vững và có thể dẫn đến sự sụp đổ và trừng phạt. Hy vọng rằng qua câu chuyện của Khanh Super, thế hệ trẻ sẽ có những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống và lựa chọn con đường đi đúng đắn cho bản thân.